Chiều 30 tháng 12 năm 2021, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Dương Anh Đức về chương trình đếm ngược thức cao đao đón chào năm mới 2022 tại thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tổ chức chương trình tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ phía trước tòa nhà Sun Qua, không tổ chức chương trình tại đường Lê Duẩn như kế hoạch ban đầu. Thời gian từ 22 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến 0 giờ 10 phút ngày 1 tháng 1 năm 2022. Chương trình không mời đại biểu và khán giả tham dự mà sẽ được trực tiếp truyền hình, truyền thanh trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói Việt Nam, trực tuyến trên các hạ tầng truyền thông xã hội thông qua các kênh và trang tin điện tử. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không tổ chức bắn pháo hoa đón năm mới như thường lệ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có kế hoạch thực hiện chốt chặn không cho các phương tiện di chuyển vào đường Nguyễn Huệ, các tuyến đường nhánh xung quanh khu vực tổ chức chương trình từ 17 giờ ngày 31 tháng 12 đến 1 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân không dừng đổ, tụ tập tại khu vực tổ chức chương trình. Sở Giao thông Vận tải có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ tổ chức, xây dựng lộ trình thay thế trong thời gian chốt chặn. Lực lượng thanh niên xung phong thành phố phối hợp điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân.